chính là muốn xây dựng một cái chuỗi qua cái kinh nghiệm của chợ Generic ở Pháp để chúng ta có một cái hình thành một cái hệ thống chợ đầu mối đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được những yêu cầu mà đại biểu vừa đặt câu hỏi, đồng thời là đáp ứng yêu cầu của tất cả các địa phương đều mong mỏi điều đó. Cũng rất cảm ơn các đại biểu hôm nay cũng rất nhiều ý kiến. Chúng tôi cảm thấy rằng là vấn đề xây dựng chợ đầu mối đang là vấn đề cần thiết, và được rất nhiều người quan tâm. Hôm nay đó rất là nhiều ý kiến về và xoay quanh về chợ đầu mối, và tính chính ngài chuyên gia cũng nói là thấy rằng là tất cả đều hỏi từ ngài chuyên gia về vấn đề xây dựng chợ đầu mối như thế nào ở Pháp, khó khăn thuận lợi gì. Chúng ta cũng được nghe cái ngài nói rõ là gì, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề làm sao quy hoạch mà các cái chợ nhỏ vô vào cái chợ đầu mối cũng là một vấn đề, rồi vấn đề quản lý nhà nước để hỗ trợ cho xây dựng chợ đầu mối. Thì thấy rằng cái tính cần thiết của xây dựng chợ đầu mối ở các địa phương đang là vấn đề đặt ra.